Dạ, quay trở lại với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng thưa anh. Dạ vâng, kính thưa quý vị, quân xâm lược Nga sẽ chỉ đủ súng đạn, tiền bạc, xăng dầu cầm cự ở chiến trường Ukraine trong vòng 10 ngày. Theo bản tin tại Kiev, tính đến ngày hôm nay, nước Nga đã đem quân ào ạt để xâm lấn nước láng giềng Ukraine. Nhà độc tài điên Putin đã không thành công trong dự trù là sẽ chiếm thủ đô Kiev trong vòng 3 ngày. Vì những kháng cự mãnh liệt của binh sĩ và nhân dân của đất nước Ukraine, các binh sĩ trong lực lượng Ukraine tuy không có những vũ khí tối tân như kẻ xâm lược, nhưng đã đánh cho chúng những đòn đích đáng. Nguyên một đoàn công hoa gồm cả xe tăng có sơn cái chữ Z ở trên xe đã bị các binh sĩ Ukraine bắn cháy toàn bộ gần thành phố Kherson. Theo nhận định của ông Teras, nguyên bộ trưởng quốc phòng của xứ Estonia, thì Putin và các tướng lãnh Nga đã ước tính sai lầm về khả năng chống cự của quân lực Ukraine. Họ nghĩ chỉ cần bắn một lúc 200 quả tiễn đạn đạo đến các vị trí quân sự là quân của Ukraine sẽ buông súng đầu hàng. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Cũng theo ông, cựu bộ trưởng quốc phòng Teras đã nói rằng nếu quân lực Ukraine cầm cự được 10 ngày thì Putin sẽ phải thương thảo, vì quân Nga sẽ hết quả tiễn, hết dầu, hết xăng, hết đạn dược, hết thức ăn, hết tiền. Theo những tin tức tính toán cho hay thì hiện nay chi phí gây chiến tranh trong một ngày của quân Nga lên đến 15 tỷ bảng Anh, tức là 20 tỷ Mỹ Kim. Số quả tiễn của Nga cũng chỉ có giới hạn, sau khi bán đi vào khoảng 200 quả tiễn, số quả tiễn còn lại không còn bao nhiêu. Trong khi đó, Ukraine đang nhận được những nguồn viện trợ dồi dào của các quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ và các nước trong khối NATO để chống xe tăng và quả tiễn phòng không. Đó là một điều mà chúng ta thấy cán cân lực lượng đã nghiêng hẳn về phía Ukraine hơn là phía của Nga.